Hôm nay Bảo Khánh cùng với một người bạn làm bên thiện nguyện đang trên đường vào thôn Thanh Mỹ, xã Ninh Quang, thị xã Ninh Hòa, tỉnh Khánh Hòa để thăm và trao một số tiền của Mạnh Thường Quân gửi đến cho cụ bà Lương Thị Chán, 88 tuổi. Thân mến chào quý cô bác anh chị và các bạn. Thì hiện tại thì mình đang ở thôn Thanh Mỹ, xã Ninh Quang, thị xã Ninh Hòa, tỉnh Khánh Hòa. Thì cách đây 10 ngày mình có làm một video nói về hoàn cảnh của bà cụ Chán, năm nay 88 tuổi, nuôi hai người con già yếu và bệnh tật là anh Tài 63 tuổi và anh Tạo là 57 tuổi. Và hôm nay mình đã trở lại thăm bà cụ Chán để trao một ít tiền của Mạnh Thường Quân, những nhà hảo tâm giúp đỡ cho bà cụ Chán. Thì đi cùng với mình thì có một người bạn cũng làm bên từ thiện, cũng có trao một ít quà gửi đến bà cụ Chán. Mọi người cùng theo dõi video. Đây. Đây là bạn Điệp của mình. Dạ, con chào bà. Bà khỏe không bà? Bà nhớ con không? Nhớ, bữa trước là con vô đây. Dạ, bà minh mẫn quá. Dạ, thì hôm nay là con tới ghé thăm bà. Vậy bà trao ít tiền của Mạnh Thường Quân gửi đến bà. Mình xin chào mọi người. Hiện tại mình đang ở nhà cụ Chán. Thì cách đây 10 ngày mình có làm một video về cụ Chán, nhưng mà cũng có một vài người ta nói là về hoàn cảnh của bà dạng như là không có đáng mà để mà giúp đỡ, thì mình cũng thấy mình rất là bức xúc cái chuyện này. Thì hôm nay thì mình sẵn tiện là mình có trao một số tiền, mình tới đây mình trao một số tiền của Mạnh Thường Quân cho cụ Chán. Thì có đây có ông chú sống gần bên cạnh của nhà cụ Chán, thì mình sẽ tìm hiểu, mình hỏi chú về cái hoàn cảnh của bà cụ Chán thì mọi người sẽ rõ. Dạ con chào chú. À, chào con. Dạ. À, chú có thể là nói chú tên gì cho cháu biết được không chú? Chú tên Nguyễn Quang Đường ở Thành Bỉ, xã Ninh Quang. Dạ, chú là tên Đường đúng không? Ừ. Dạ. Chú năm nay bao nhiêu tuổi rồi chú? Chú năm nay 60 tuổi. Dạ 60 tuổi. Là chú là ở bên cạnh nhà cụ Chán luôn hay sao chú? Xét cạnh nhà bà Chán, mà mọi việc nhà bà Chán làm gì là chú biết hết. À dạ. Đó, thì chú cho chú hỏi là chú có thể là cho cháu biết cái hoàn cảnh của cụ Chán rõ hơn để cho mọi người biết được không chú? Ừ. Về xin phép ở đây là mọi người ở đây, hơn nữa là cháu. Dạ. Thì tình hình bà Chán ở đây là chú ở gần bên, là chú biết là cách này hơn 10 năm là bà đã là con người không còn sức lao động của trong nhà nữa. Yeah. Mà có đứa con thì tàn tật. Yeah. Đứt một chân. Yeah. Còn một thằng thì có đi bộ đội, rồi mấy năm trước có cúng hiến về đất nước. Yeah. Nhưng mà hiện nay thì lớn tuổi cũng già cả, cũng không làm được cái gì. Yeah. Thành ra ở làng xóm chú thấy là gia đình bà quá khó khăn, giúp đỡ cho bà, chứ nếu mà đỡ gia đình đồ con kiến này kia nọ thì giúp cũng không nổi đâu. Yeah. Tinh thần nó vậy con. Yeah. Đó thì cách đây 10 ngày thì mình làm video thì có một số ý kiến nói là hoàn cảnh của cụ đó là không, dạy như là không có khó khăn mà để mà giúp đỡ, thì mình cũng rất là bức xúc. Thì hôm nay thì mình tới mình sẵn tiện mình trao một số tiền của Mạnh Thường Quân cho cụ Chán, thì gặp chú Đường ở nhà sát nhà bên cạnh của cụ luôn. Thì mình hỏi thì nãy giờ là chú Đường cũng chú để cho mọi người biết cái hoàn cảnh của cụ Đường thêm để mọi người biết rõ là có đáng được quan tâm, có được sự giúp đỡ hay không. Đó là thực tế nhất đó. Thôi bây giờ con xin cảm ơn những cái ý kiến của chú về cụ Đường. Xin chào tất cả mọi người. Thì mình đang ngồi với cụ Chán. Thì hồi nãy mình mới vào mình có hỏi cụ Chán là có nhận ra mình hay không. Thì cụ là rất là mừng, cụ rất là minh mẫn, cụ vẫn nhớ mình là cách đây 10 ngày mình cũng đã ra gặp cụ Chán để tìm hiểu hoàn cảnh của cụ đó. Thì hôm nay thì mình cũng là có dịp thì mình trở lại đây để thăm cụ.
thì thấy cụ rất là khỏe thì mình cũng rất là mừng. Đó, thì cái video cách đây 10 ngày mình đã đăng lên Facebook, trên YouTube á, thì cũng có hai mạnh thường quân ở thị xã Ninh Hòa thì cũng đã ủng hộ cho cụ Chán, là mỗi mạnh thường quân là 500.000, thì tổng cộng là 1.000.000 đồng. Đó, thì sáng hôm nay mình có mặt nhà cụ để trao cho cụ cái số tiền này. Đây là cái số tiền là 1.000.000 đồng, có hai người trong này là 500.000 của chị Thu Võ và 500.000 của một người em của chị Thu Võ ở thị xã Ninh Hòa. Đó, bây giờ hôm nay là mình đích thân mình tới mình gặp cụ Chán để mình trao cái số tiền 1.000.000 đồng của hai mạnh thường quân này cho cụ Chán. Đây con xin gửi cụ. Con cảm ơn cho mạnh thường quân. Dạ. Cảm ơn hai chú kia, mấy cô mà gửi cho tiền cho mạnh thường quân đây là tôi cũng cảm ơn. Dạ. Tới giờ tôi cũng không biết nói gì hơn nữa, tại giờ già yếu cũng không có nói gì được nhiều. Dạ. Thôi giờ tôi cũng cảm ơn hai chú. Dạ. Quan tâm tới gia đình tôi cũng cảm ơn quá. Dạ. Đầy đủ gì tới thì tôi cũng luôn luôn tôi cũng nhớ cái ơn của hai chú miết chứ không có quên được. Yeah. Nhờ cũng hai chú mà nói trên mạnh thường quân chứ đỡ trên mấy ông mấy bà trên đó thì giúp đỡ giùm tôi cảm ơn quá. Thì cái số tiền này nãy con nói là có hai người ở thị xã Ninh Hòa này á. Yeah. Là giúp cho bà đó. Thì vừa rồi cụ Chán là cũng đã nhận cái số tiền của mạnh thường quân, thì cụ cũng rất là mừng. Cụ cũng gửi lời cảm ơn đến chị Thu Võ và một người em của chị Thu Võ ở thị xã Ninh Hòa đã có cái tấm lòng hảo tâm để giúp đỡ cụ. Thì mình làm video này thì gửi đến mọi người để mọi người có thể là nhận xét một cách khách quan là cái hoàn cảnh của cụ là có nên giúp đỡ hay không. Thì cái video này thì là sẽ nói lên tất cả. Đây là bạn Phan Điệp của mình. Thì hôm nay là mình tới mình thăm cụ Chán, thì mình trao tiền cho của mạnh thường quân cho cụ. Thì đi với mình là có đây anh Phan Điệp, cũng làm bên từ thiện, trao cho bà một bao gạo 10kg với lại một thùng mì tôm. Chào mọi người nha. Nói. Hôm nay là mình lần tới làm thứ hai với Bảo Khánh. Nó to lên xíu. Cái hoàn cảnh cho bà thì hôm trước thì Bảo Khánh cũng đã quay rồi, thì hai anh em cũng có lên quay. Hôm nay là thứ nhất là mình lên trao cho bà một quà nhỏ, thứ hai là các mạnh thường quân đã hỗ trợ cho gửi cho Bảo Khánh cũng đã trao cho bà rồi. Nhưng mà thứ hai là Bảo Khánh với mình lên đây xác thực hơn là cái hoàn cảnh gia đình của nhà bà, và có mời một chú ở sát nhà bà á. Thì chú đó cũng có trình bày là cái hoàn cảnh nhà bà rất là khó khăn, tại vì hiện tại là bà là hơn bà 88 tuổi rồi, nhưng mà mắt bà đã mù rồi, mà hai người con á thì một người là bị chứng teo cơ, một người thì bị mất hết một chân. Thì hôm nay á là mình với Bảo Khánh đi lên là trao cho những món quà, thứ hai là xác minh cho rõ ràng cái hoàn cảnh nhà bà như thế này. Thì hôm nay thì mình cũng đã lên và Bảo Khánh cũng đã gặp trực tiếp với chú ở sát bên, là chú cũng bày tỏ là cái sự quan tâm của nhà bà rất là khó khăn, rất là khổ. Thành thử là mong hôm nay thì hai anh em mình tới đây thì quay lại clip tiếp theo. Thôi thì mình cũng xin kết thúc video tại này. Mình rất là cảm ơn mọi người đã xem video của mình, và hẹn gặp lại mọi người ở một video tiếp theo. Xin kính chào tạm biệt mọi người.